Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent các bạn ạ. Đấy, ở Hyundai Accent thì nó cũng có phiên bản thường và phiên bản đặc biệt. Thì chiếc xe mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay là một chiếc xe Hyundai Accent ở cái phiên bản đặc biệt các bạn nhé, phiên bản cao cấp nhất. Đấy, phiên bản cao cấp nhất thì chiếc xe đã được trang bị đầy đủ các option, ví dụ như là từ đèn led này, đèn pha bi xenon này, cửa số nóc này, ghế da cao cấp nguyên bản theo xe và khóa thông minh này, có cả mở cốp luôn các bạn nhé. Đấy là phiên bản đặc biệt. Chiếc xe được sản xuất năm 2023 luôn và đăng ký năm 2023. Chiếc xe mới lăn bánh được chuẩn là 2.1 km các bạn nhé. Những chiếc xe này là còn bảo hành, bảo dưỡng tại hãng tất cả đầy đủ hết luôn, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn các bạn ạ. Đấy, với những chiếc xe còn bảo hành dài tại hãng như thế này ấy, thì quý vị các bạn yên tâm luôn cả với cái đồng hồ công tơ mét. Đồng hồ công tơ mét này là chúng tôi cam kết với quý bạn là đồng hồ chuẩn nhé, không tua 1 km nào. Tại vì những chiếc xe bảo hành và full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng thì không bao giờ chúng tôi tua đồng hồ các bạn nhé. Đấy, cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm về chiếc xe này ạ. Ngoài cái việc bảo hành của hãng ra thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là chiếc xe này không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản ạ. Nước sơn zin của xe này cũng còn rất là nhiều các bạn ạ, đến trên 90% là sơn zin của xe các bạn nhé. Đấy, và thưa với quý vị các bạn, với chiếc xe Hyundai Accent 2023 bản đặc biệt siêu lướt này thì chúng tôi đang bán với giá là 498 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% số tiền của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2023 phiên bản đặc biệt này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Accent phiên bản đặc biệt sản xuất năm 2023 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. Về bên ngoài thì quý vị các bạn cũng yên tâm,
chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả các bạn ạ, còn nguyên bản hết đấy ạ. Và nước sơn zin của xe cũng còn đến trên 90% các bạn nha, vì chiếc xe này cũng chưa có sơn si xước sát thì nhiều đâu các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Quý vị và các bạn mua những chiếc xe siêu lướt như thế này, còn bảo hành dài như thế này, thì quý vị và các bạn thứ nhất là phải yên tâm. Cái thứ hai nữa là những chiếc xe này còn bảo hành bảo dưỡng tại hãng thì quý bạn có thể yên tâm tuyệt đối luôn. Còn bảo hành tại hãng thì quý bạn có thể yên tâm được luôn nhé. Và nữa là tiết kiệm hơn xe mới rất là nhiều các bạn ạ. Đấy, so với một chiếc xe mới, các bạn là mua một chiếc xe mới ra đắt hơn rất là nhiều tiền, mà đi một vài tháng sau thì chiếc xe nó cũng như vậy thôi ạ. Đấy, và chiếc xe này thì quý vị các bạn yên tâm luôn nha. Bây giờ là mua xe cũ, quý bạn cũng được bấm biển mới, tại vì biển định danh rồi, bắt đầu từ 15 tháng 8 là biển xe mua xe là chúng tôi phải làm thủ tục thu hồi biển số để trả lại cái biển số cũ cho chủ xe. Còn chủ mới mua xe mới bấm biển mới các bạn nha, cho nên là đều được dùng biển số mới luôn các bạn ạ. Đấy, về nước sơn bên ngoài các bạn thấy đây ạ. Một chiếc xe siêu lướt thì chúng tôi không có phải giới thiệu nhiều gì đâu các bạn ạ. Đấy, nước sơn này còn trên 90% nước sơn của xe các bạn nhé. Rất là đẹp luôn này. Toàn bộ không khác gì một chiếc xe mới luôn các bạn ạ. Chiếc xe mới ở trong hãng như thế nào thì chiếc xe này nó như thế vậy đấy ạ. Và hơn nữa nó ở cái phiên bản đặc biệt thì là đầy đủ hết rồi. Từ cửa nóc đây các bạn này, xe đã có đầy đủ cả cửa nóc rồi này. Đèn pha bi xenon này, đèn gầm cũng là đèn bi này, đèn led ban ngày này, form này là form 2023, sản xuất năm 2023 luôn các bạn nhé. Đấy, tất cả còn đẹp như mới luôn ạ. Rất là mới luôn các bạn nhé. Đây là cái phần sau của chiếc xe các bạn thấy đây ạ. Nhìn về đằng sau, chiếc xe này thì cũng đã được trang bị sẵn màn hình thông minh và camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ rồi. Đấy, với thiết kế của những model 2023-24 đây ạ, đều rất mới và rất đẹp các bạn ạ. Toàn bộ cái cụm đèn sau cũng còn rất đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Đấy, đèn sau này cũng là hệ thống đèn là full LED hết rồi các bạn ạ. Đấy, logo, chữ, tất cả đều rất mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ rồi. Và đặc biệt là cái dàn lốp vẫn còn nguyên bản theo xe các bạn nhé. Đấy, dàn lốp nguyên bản theo xe luôn. Chiếc xe này được sản xuất năm 2023 luôn các bạn ạ. Cho nên là cái đét lốp này là sản xuất cuối năm 2022 này. Xe là sản xuất năm 23 nhưng mà lốp là sản xuất cuối năm 2022 các bạn nhé. Zin cả dàn luôn đây này. Đấy, dàn lốp còn zin và còn rất dày đây, vì nó mới lăn bánh đúng 2 vạn mốt quý vị và bạn nhé. Đấy, đây là cái cụm đèn pha này, cụm đèn pha này, cái hệ thống đèn này là đèn led đấy các bạn nhé, led ban ngày này, đèn pha bi xenon rất là mới, cũng chưa có bị xước sát gì cả các bạn này, chưa có bị xước sát, chưa có bị va chạm gì cả, đẹp cả đèn gầm này, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt các bạn xem nhé. Đấy, lốp bên này đây, lốp bên này đét lốp tuần thứ 46 năm 2022, tức là sản xuất lốp này là sản xuất cuối năm 2022 các bạn nhé. Đấy, lốp này rất mới luôn các bạn nhé. Cả một dàn lốp này còn mới tinh luôn, cả 5 quả các bạn ạ, 5 quả đều mới. Đấy, tuần thứ 46 năm 2022 luôn ạ. Lốp zin theo xe, la răng cũng rất đẹp, chưa có bị xước sát gì cả các bạn ạ. Tất cả về cái phần ngoại thất bên ngoài thì đều như mới rồi các bạn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần option bên trong cũng như là nội thất bên trong của chiếc xe nhé. Gương chiếu hậu gập điện rồi này, tích hợp xi nhan trên gương này, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đấy, tôi sẽ mở cánh cửa phía trước này. Đấy, cánh cửa thì các bạn thấy đây ạ. Bên ngoài nước sơn zin còn nhiều các bạn ạ, cho nên là bên trong này là còn zin hết các bạn nhé. Keo chỉ là còn zin hết. Với những chiếc xe lướt này thì tôi không giới thiệu nhiều cho quý vị các bạn về cái phần keo chỉ đâu, nó còn bảo hành tại hãng cho nên là yên tâm các bạn ạ. Đấy, rất đẹp luôn này. Toàn bộ từ tắp bi cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa là còn nguyên bản là chắc chắn rồi. Đấy, nhìn ra thế này thì các bạn thấy đây ạ, không khác gì một chiếc xe mới luôn các bạn nhé. Đấy, nội thất da cao cấp nguyên bản này, không khác gì một chiếc xe vừa trong hãng ra này. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất các bạn này.
chiếc xe được sản xuất năm 2023 luôn đây các bạn nhé. Đấy, nhiều người là xe 22 nhưng đăng ký 23 thì lại đề là 23 nhé. Chiếc xe này là sản xuất này, nói rõ là sản xuất năm 2023 luôn. Nhiều người còn gọi là đời bao nhiêu đấy. Đấy, tôi cứ nói rõ là năm sản xuất này, 2023. Đấy, vô lăng này, quý bạn xem này, chạy nhiều hay chạy ít thì xem cái vô lăng này. Đồng hồ đây này, 2.1 vạn chuẩn luôn các bạn nhé. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Có cả cruise control luôn các bạn nhé. Kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động đấy ạ. Đấy, cần số này, không khác gì một chiếc xe mới này. Và ở cái bản đồ này có sẵn cả cửa nóc luôn các bạn này. Cửa nóc này, ghế da cao cấp. Và chủ xe thì cũng đã làm sàn da rồi đây. Lót sàn da này. Đấy. Đấy. Đây là cánh cửa phía sau, bên lái này. Toàn bộ keo chỉ này là cũng còn nguyên này. Keo chỉ còn nguyên này, táp bi cánh cửa còn nguyên này. Nội thất đằng sau này. Đấy, đằng sau này thì tôi cũng xin chia sẻ luôn là chiếc xe này là tên cá nhân, cam kết không chạy dịch vụ nha. Đồng chí kia là đi làm có một mình thôi, cho nên là cái ghế sau này còn mới nguyên này. Đấy, và ở cái xe Hyundai Accent này thì cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi đây các bạn này. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đấy, cửa nóc này, toàn bộ những cái phần trần này, nỉ trần này đều rất mới các bạn ạ. Đấy, tất cả là còn rất mới này. Một chiếc xe siêu lướt như thế này thì rất mới luôn này. Cửa nóc này, công tắc cửa nóc này, gương chiếu hậu là chống chói này. Đấy, toàn bộ đây. Tôi sẽ bật cái điện lên cho quý vị bạn xem nhé. Start top này. Đấy. Đồng hồ công tơ mét 2.3 vạn các bạn này. Đấy. 2.3 vạn các bạn nhé. Đây. Vô lăng rất đẹp luôn các bạn này. Toàn bộ từ táp bi này, vô lăng này, táp lô này. Đấy. Đều rất mới, rất đẹp các bạn xem này. Hệ thống điều hòa tự động. Đấy, đèn nổ start top này. Màn hình thông minh rồi, tích hợp camera lùi. Củ số này, đều rất đẹp luôn các bạn này. Tay phanh cần số đều rất đẹp, rất mới luôn các bạn nhé. Và đây là cái phần cốp sau của chiếc xe nhá. Mở cốp sau thì có cả điều khiển này. Đấy, tôi đã mở cái cốp sau lên các bạn nhé. Cốp sau cho quý vị các bạn xem này. Cũng còn rất mới luôn các bạn nhé. Toàn bộ keo chỉ này, đến ốc cốp sau còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Đấy. Không khác gì một chiếc xe mới luôn. Khoang cốp sau cũng còn rất là sạch, rất là đẹp các bạn này. Không khác gì một chiếc xe mới nhá. Đấy, đây là dọn là chúng tôi cũng chưa dọn kỹ đâu các bạn này, cho nên là nó hơi bẩn, để đồ do để đồ bẩn thôi này. Đấy, chứ còn là chiếc xe này, lốp xưa cua này, còn mới tinh luôn các bạn này. Đấy, lốp xưa cua còn mới tinh luôn các bạn nhá. Đấy, đằng sau này thì không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả các bạn nhá. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía sau bên phụ này. Đấy, vừa mới rửa xong còn chưa lau khô nước này. Đấy, tôi vừa mới rửa xong còn chưa lau khô nước đâu. Tất cả còn rất mới và rất là đẹp đây các bạn này. Đấy, phần trần đằng sau này cũng rất là sạch, rất là đẹp các bạn nhé. Nội thất ghế da này đều mới nguyên các bạn ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho các bạn cùng xem. Cũng được bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Tắp đi cánh cửa này, keo chỉ này, đều là như một chiếc xe mới các bạn ạ. Đấy, toàn bộ từ tắp đi đến tắp lô đều rất đẹp luôn này. Cho đến vô lăng, cần số này, tay phanh này, đều rất mới các bạn nha. Đấy,
Chiếc xe này thì các bạn xem này, siêu lướt thì nó không khác gì một chiếc xe mới các bạn ạ. Chiếc xe mới mua về nó cũng như này thôi, chỉ có khác cái là nó đang bọc ni lông. Đấy, toàn bộ là rất đẹp luôn các bạn này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Accent 2023 này là một cái khối động cơ xăng 1.4 lít các bạn nha. Đấy, về cái động cơ này thì tôi cũng không phải giới thiệu cho quý vị các bạn nhiều đâu, vì nó không khác gì một chiếc xe động cơ của một chiếc xe mới các bạn ạ. Đấy, vì chiếc xe này mới lăn bánh 2 vạn mốt, tất cả là nó còn nguyên bản và còn được bảo hành tại hãng luôn các bạn nhé. Toàn bộ những ốc này còn nguyên zin này. Đấy, ốc nguyên zin hết luôn các bạn ạ. Cam kết với quý vị các bạn là nó còn nguyên zin. Quý vị các bạn nào mà không yên tâm mua chiếc xe này có thể đem vào hãng để check luôn. Đấy, còn nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Ốc cabo, đây là ốc cabo cũng còn nguyên zin này. Keo chỉ cabo còn nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, còn nguyên zin hết luôn này. Đấy, ốc cabo này, toàn bộ ốc tai này, nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là cái động cơ này nguyên bản, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm, không có bị ngập nước gì cả. Đấy, còn bảo hành tại hãng và bảo hành rất là dài các bạn nhé. Đấy, vì năm nay là năm 2023, chiếc xe này vừa mới mua tính ra mới được mấy tháng thôi. Đấy, rất là đẹp các bạn ạ, không khác gì một động cơ mới. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Accent phiên bản đặc biệt sản xuất năm 2023, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất không tai nạn, ba là không ngập nước, ba là keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản. Thêm một cái thứ tư nữa là chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là chiếc xe này không chạy dịch vụ. Đấy, tên tư nhân và không chạy dịch vụ luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 498 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm, với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2023 phiên bản đặc biệt này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.